chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin thời tiết 6 giờ sáng ngày hôm nay là những thông tin mới nhất về cơn bão số 2. Hiện tại, bão số 2 đã áp sát tỉnh Quảng Ninh. Và lúc 4 giờ sáng nay 19 tháng 7, tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giờ cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ sẽ đi được khoảng 20 km. Trong sáng hôm nay 19 tháng 7, thì vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt-Trung với cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ sẽ đi được khoảng 20 km, đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 7, thì vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà tại vùng biển phía bắc của vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét. Quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền, thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão mà trong đêm qua, các tỉnh khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn đã có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Mưa đã xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, nhiều nơi đã có mưa với lượng lớn đạt cấp mưa vừa, mưa to. Dự báo đợt mưa lớn này có khả năng sẽ kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Do vậy mà trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa với biên độ lũ ở thượng lưu là từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu là từ 2 đến 3 mét. Bà con cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất xảy ra các tỉnh vùng núi phía Bắc như ở tại khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Còn với khu vực Trung Du và các tỉnh phía Nam Đồng Bằng, bao gồm thủ đô Hà Nội, và ngày hôm nay mưa cũng sẽ xảy ra nhưng mà lượng mưa không lớn như các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, quý vị các bạn cũng nên hạn chế lưu thông ngoài đường trong mưa bão. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng là 28 cho đến 30 độ. Không chỉ gây thời tiết xấu cho khu vực Bắc Bộ mà hoàn lưu của mây bão cũng gây ra mưa dông mạnh cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An, với cường độ mưa trong ngày hôm nay ước tính đạt khoảng 70 cho đến 120 mm. Còn với các tỉnh khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời cũng nhiều mây và có thể sẽ có mưa rào bất chợt trong ngày, nhưng mà lượng mưa ít hơn, chỉ phổ biến ở mức là 20 cho đến 50 mm, và càng lùi về phía Nam thì lượng mưa sẽ càng giảm dần. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mưa rào và dông cũng xuất hiện ở diện rải rác, nhưng mà ban ngày thì đôi lúc có nắng gián đoạn, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay và ngày mai thì gió Tây Nam ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ hoạt động yếu dần, nên những cơn mưa trên toàn khu vực sẽ giảm cả về diện và lượng. Ban ngày trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ có sự tăng nhẹ lên mức 30 đến 33 độ khu vực Nam Bộ, còn đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức là dưới 31 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên Biển Đông. Tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Mưa rào và dông mạnh tập trung ở phía tây của khu vực. Còn trên khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Mưa rào và dông còn xảy ra, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.